Ở đây là cái ngôi nhà búp bê hàng thương hiệu Fisher-Price của Mỹ. Nó bằng chất liệu nhựa dày bền chắc. Ngôi nhà búp bê này không có kèm theo phụ kiện, không kèm theo búp bê gì hết nha. Chỉ là ngôi nhà không thôi. Và ngôi nhà này không sử dụng pin gì hết. Nút nhấn này chỉ là mô hình vậy thôi chứ không có dùng pin gì hết nha. À, tất cả của nó là còn nguyên vẹn, không gãy vỡ, không nứt, không gì hết, tất cả còn nguyên vẹn hết.